Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu cái ổ T1 US này vào hộp signal trong trường hợp là chỉ có dây lửa, không có dây mát hay còn gọi là dây nguội á. Trường hợp của mình là chỉ có dây nguội, không có dây lửa nha. Có nghĩa là người ta sẽ dùng cái công tắc này, người ta ngắt dây nguội theo đúng nguyên tắc là phải ngắt dây lửa. Không biết thợ hồi đó thi công làm sao nữa. Chính vì vậy các bạn không được nhìn màu dây, tuyệt đối không bao giờ nhìn màu dây nha. Nhìn màu dây là chết chắc. Phải cắm cái thử điện vào test. Test trực tiếp. Nghĩa là ổ của mình là người ta ngắt dây nguội, không ngắt dây lửa. Có nghĩa là khi mình cúp công tắc, mình đụng vô nó vẫn giật bình thường. Để chắc ăn giữa cách cúp CB thôi. Rồi đâu bây giờ để mình nói về cái vị trí của trên cái ổ này. Thì cái ổ signal mình ở đây là nó có 5 5 5 vị trí. Nhưng mà sợ mình chỉ dùng có 3 vị trí thôi, hai vị trí nó thừa. Có nghĩa là đâu ở đây là cái đèn zip line, là cái đèn ngủ mình nè, đèn ngủ mình. Cái đến này là hai cái đèn treo tường, còn một vị trí là cho cái quạt trên tường. Quạt trên tường đây, để mình đưa cái quạt trên tường các bạn coi. À, đây là cái quạt bên tường của mình. Cái quạt bên tường nó ra một cái bọt cái đầu cái này, đầu cái này nó ra một cái đầu cái rồi. Với lại cái quạt này là mình điều khiển qua Google, mình gọi nó bật tắt hoặc là remote, nên mình sẽ đấu trực tiếp luôn, không có dùng công tắc nữa, coi như công tắc thừa, nghĩa là đấu trực tiếp live vô. Vậy có nghĩa là trên cái ổ năm này thật sự chỉ dùng có 1 2 3 1 2 3 nha, là ba vị trí này. Còn hai vị trí này thì cái này đấu trực tiếp rồi. Vị trí này là cái quạt trần, vị trí này thật sự là cái quạt trần nhưng mình tháo rồi. Tính mình thì mình không thích có gì trên đầu mình chưa á, nên mình đưa bạn các bạn coi quạt trần của mình. Vị trí quạt trần đây, đây là quạt trần. Thì khi mình tháo rồi có nghĩa là cái này nó dư cái bọc dây, mình sẽ đấu hai dây lại với nhau, nó sẽ dẫn lai lửa về. Tại ổ cắm mình là thiếu lai lửa, bây giờ mình sẽ đấu vô nha. Đó, bây giờ mình đấu hai cái lai đó vào, đấu 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 hai đầu dây vào với nhau, có nghĩa là nó sẽ dẫn cái dây lửa, dẫn lửa trực tiếp vào dưới ổ cắm signal. Rồi bây giờ mình xuống ổ signal của mình tìm cái dây hồi nãy đây lỡ dây quạt trần mình rút ra. Các bạn nhớ là phải cúp CB khi làm việc này nha, nhớ cúp CB kiểm tra kỹ và phải xác định chính xác cái dây nào là cái dây cần rút ra. Chứ ví dụ mình ví dụ đi, bây giờ các bạn dây này là dây cần đưa vào nè, mà tìm lộn dây nó thành dây này chẳng hạn, đúng không, thành dây này. Thì khi bạn đưa lửa về, bạn cấp vô, đóng bấm CB, đóng bấm công tắc, lửa nguội gặp nhau cái là nhà bạn sáng lắm luôn. Bởi vậy ngó đúng dây rút ra, cúp điện trước khi làm, kiểm tra cho kỹ. Rồi bây giờ rút ra là ở đây mình có đánh dấu sẵn đây dây lửa nè, dây công tắc mình là dây nguội nè. Bây giờ mình đấu vô sau nắp thôi. Đúng nguyên tắc á, là mình sẽ đấu đúng nguyên tắc là sẽ đấu lửa lửa ở đây, nguội ở đây, đúng không? Đúng nguyên tắc cái này đề là L với N in nè. Nhưng mà do công tắc mình nó đã bị đảo rồi, cái công tắc ở đây nó đã bị đảo rồi, thì có nghĩa là lửa phải cấp ngược ở đây, nguội phải cấp vô đây. Thì khi đóng mạch nó sẽ cấp nguội cho những này, chứ nếu cấp như vậy thì khi đóng mạch sẽ cấp lửa những này sẽ không sáng. Rồi bây giờ mình đóng vô, mình đấu dây ngang. Rồi đấu dây xong rồi, kiểm tra rồi đúng chưa, đấu sai cái vui lắm. Rồi bây giờ để mình bật CB nha. CB nằm ngoài cửa phòng luôn. Ồ, lên đây nè, đang nhận wifi nè. Nhận nè các bạn. Nó nhận cái đèn luôn đó. Rồi bây giờ thì đấu vô hộp thôi. Để mình đấu cho nghe. Ok rồi. Đấu vô nó hơi đặc thù quá, sau nó nó sẽ bị dưới này. Cái này để mình gọt tường, mình xử lý xong, mình sẽ tìm cách làm cho nó âm sát nó luôn. Sẽ có cách. Mình cấp nguồn nha. Bật CB nha. Ok, sáng hết trơn rồi nè.
Má tắt cái đèn mình nữa. Tắt thêm cái nữa. Bật đèn lên nè. Bật cái này nữa. Bật này luôn. Để mình thử coi nó nhận trong Home Assistant chưa nha. Cái này mình add cho Home Assistant rồi. Đây, đâu nhỉ? Quá wow, trời trời. À đây đây. Yeah. Bình thường luôn. Ok, vậy là Home Assistant nó cũng nhận luôn rồi. Rồi, hôm nay mình chia sẻ với bạn các cái giải pháp mà thi công cái ổ T1 COS này trong trường hợp không có dây nguội nha. Của mình là không có dây lửa thì không có dây nguội, nó cũng y chang vậy thôi, nó không có khác gì hết. Cái quan trọng các bạn để ý cách đấu dây lúc mà xác định đúng sợi dây mình cần rút ra. Vậy thôi. Chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại ở những video sau. Nếu thấy cái clip mình hữu ích thì cho mình một like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Tạm biệt các bạn.